Mass Mobile hân hạnh đồng hành cùng video này. Sửa chữa iPhone, điện thoại chuyên nghiệp giá rẻ, thời gian nhanh. Hãy đến Mass Mobile. Xin chào anh em đã quay trở lại với Studio. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một câu chuyện về Apple. Vâng, vẫn tiếp tục liên quan đến Apple, nhưng sẽ đặt trong một bối cảnh rất bất ổn ở hiện tại. Nhưng anh em cũng đã biết thì Apple là nhà sản xuất di động có lợi nhuận cao nhất thế giới. Điều này đã trở thành một thực tế không cần phải bàn cãi trong suốt một thời gian dài. Để có được mức lợi nhuận khổng lồ như vậy thì một trong những bí quyết lớn nhất mà Táo Khuyết áp dụng rất thành công trong hàng chục năm qua chính là tối ưu hóa chi phí sản xuất, mà Trung Quốc đã trở thành thủ phủ sản xuất iPhone chính của họ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, với hàng loạt bất ổn đang diễn ra hiện tại ở Trung Quốc cũng như là sự bùng phát của dịch bệnh đang khiến cho Apple phải dần thay đổi chiến lược của mình. Rất nhiều những kỳ vọng đang cho rằng công ty Mỹ sẽ sớm tìm đến các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, để sản xuất những chiếc điện thoại thế hệ tiếp theo của họ. Apple đã kết thúc năm 2019 một cách không thể hoàn hảo hơn. Trong quý cuối năm cũng là mùa mua sắm bận rộn tại nhiều thị trường quan trọng, Apple đã chứng kiến cả doanh thu lẫn lợi nhuận đạt mức kỷ lục, lãi ròng 22,2 tỷ đô la trên 92 tỷ đô la thu về. Không chỉ tiếp tục gia tăng doanh số trên các mảng thiết bị đeo và dịch vụ, Apple cũng đã chấm dứt được mạch suy giảm của iPhone, đưa doanh số smartphone tăng trở lại sau suốt một năm trời suy thoái. Cũng trong quý kỷ lục này, Apple cũng không quên nhắc tới các tín hiệu đáng mừng tại Việt Nam. Trong cuộc họp cổ đông sau khi công bố tài chính, các lãnh đạo của Apple đã chỉ ra rằng doanh thu iPhone đạt mức kỷ lục tại nhiều thị trường, bao gồm Việt Nam. iPad thì cũng tiếp tục tăng trưởng trên mảnh đất hình chữ S. Và tính trên tất cả các mảng kinh doanh, Apple đã thiết lập kỷ lục doanh số tại nhiều thị trường đã phát triển và đang phát triển, có vai trò quan trọng như là Mỹ, Anh, Đức, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Thông tin chính thống từ Apple tỏ ra khá là trái ngược với suy đoán của các nhà phân tích thị trường. Cách đây vài tuần, công ty GFK đưa ra thông báo cho thấy là thị phần của Apple trong 11 tháng đầu năm 2019 đã suy giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2018, từ 8,5% xuống còn 7,1%. Như vậy, rất có thể là người dùng Apple tại Việt Nam đang thay đổi theo hướng là cao cấp hơn, mua ít iPhone hơn nhưng lại bạo chi hơn mỗi lần mua sắm, tức là bỏ tiền ra để chọn iPhone hạng sang thay vì là dùng iPhone thường. Trước đó, chuỗi bán lẻ đã công bố ngừng kinh doanh iPhone XR, mẫu smartphone mác táo giá mềm bán rất chạy trên thị trường quốc tế. Đây là một tín hiệu cho thấy người Việt thực sự ưa chuộng iPhone đắt tiền, chứ không đặt nặng yếu tố giá cả khi mà mua hàng táo. Cũng trong năm 2019, Việt Nam cũng đã nhiều lần được nhắc tên với vai trò là đích đến tiềm năng cho các thương hiệu Mỹ đang tìm cách tránh ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Gần đây, tờ Nikkei Nhật Bản cho biết là Pegatron, một trong những đối tác lắp ráp iPhone quan trọng bậc nhất của Apple, đang xem xét xây nhà máy tại Việt Nam. Danh sách cung ứng của Apple cho thấy công ty này đang có khoảng 20 địa điểm sản xuất tại mảnh đất hình chữ S, trong đó thì bao gồm nhiều địa điểm của Foxconn, Pegatron, Sharp và cả Samsung. Nếu tiếp tục gia tăng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, Apple hoàn toàn có thể nghĩ đến những con số rực rỡ hơn nữa trong tương lai, tương tự như những gì mà Samsung đã đạt được sau một thập niên chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và như vậy thì giấc mơ iPhone made in Việt Nam đang dần đến gần hơn bao giờ hết. Và vừa rồi thì là những nhận định chia sẻ cũng như là quan điểm của Studio về việc là liệu rằng sẽ có một nhà máy Apple tại Việt Nam hay không. Thực sự là điều này rất có khả năng sẽ xảy ra đấy. Không biết là anh em nghĩ sao nhỉ? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.